Vào một đêm rằm tháng 2 tại rừng cây Sala, thôn Pava, xứ Kauthina, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn. Đối với các bậc chánh đẳng, chánh giác, các ngài có thể thị hiện nhập diệt bằng mọi nhân duyên như bay lên hư không, thiền định nhập diệt. Nhưng đối với Đức Phật Thích Ca, ngài đã lựa chọn nhập diệt bằng nhân duyên chịu bạo bệnh. Sau khi thọ thực bữa ăn cuối cùng là món ăn đặc biệt do người thợ rèn Thuần Đà cúng dường. Vậy đó là món ăn gì? Thịt hay nấm? Và tại sao Đức Phật lại lựa chọn món ăn đó dẫu biết đó là món ăn có độc? Chào mừng bạn đến với kênh Tiền và Tỉnh Thức. Đây là nơi giúp bạn kết nối sự giàu có bên trong và giàu có bên ngoài thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị, giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Hôm nay, Tiền và Tỉnh Thức kính mời quý khán thính giả cùng nghe hết video dưới đây để biết câu trả lời Đức Phật đã ăn gì trước khi nhập diệt và tại sao dù biết rất rõ món ăn đó có độc nhưng ngài vẫn thọ dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. 1. Hai bữa cơm cúng dường cho Đức Phật có phước báo lớn nhất. Trong suốt 45 năm tu đạo và hoằng pháp, Đức Phật Thích Ca đã thọ dụng không biết bao nhiêu sự cúng dường của Phật tử khắp gần xa ở xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng trong vô số sự cúng dường đó, Đức Phật xác nhận có hai sự cúng dường đặc biệt nhất, có phước báo to lớn nhất. Đó chính là bát cháo sữa của nữ cư sĩ Sudatta và món ăn đặc biệt của ông thợ rèn Thuần Đà. Nàng Sudatta đã cúng dường bát cháo sữa ngay đúng thời điểm Sa Môn Rất Đạt Đa bị kiệt sức sau 6 năm tu khổ hạnh ép sát. Chính bát cháo sữa ấy đã giúp ngài lấy lại tinh thần minh mẫn và thân thể tráng kiệt để bước vào con đường tu đạo, con đường trung đạo và chứng được Phật quả ngay sau đó. Đây chính là sự cúng dường sau cùng trước khi Sa Môn Tất Đạt Đa đắc đạo, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Phước đức vô lượng từ sự cúng dường của nàng Sudatta thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hiểu được, nhưng với sự cúng dường của ông thợ rèn Thuần Đà thì lại rất khác. Thuần Đà đã cúng dường cho Đức Phật một món ăn cực độc mà theo kinh Đại Bát Niết Bàn ghi lại thì món ăn ấy độc đến mức ngoại trừ Phật thì hàng trời người không ai có thể tiêu hóa nổi. Sau khi thọ bát cháo ấy, sức khỏe Phật càng ngày càng suy kiệt và ngài đã nhập Niết Bàn sau đó không lâu. Ấy vậy mà Đức Phật ghi nhận rằng phước báo từ sự cúng dường của Thuần Đà và nàng Sudatta là ngang bằng nhau và là cao hơn tất cả các sự cúng dường khác. Điều này đã khiến nhiều người đọc kinh Phật rất lấy làm thắc mắc. Câu chuyện cúng dường của cư sĩ Thuần Đà được ghi lại rằng lúc bấy giờ Đức Phật đã 80 tuổi, ngài đã trải qua 45 năm hoằng hóa chánh pháp, độ sinh khắp nơi ở các xứ Ấn Độ, nay là Ấn Độ và Nepal. Một hôm, ngài gọi tôn giả A Nan đến và bảo tôn giả thông báo với các tỳ kheo biết rằng trong 3 tháng nữa Phật sẽ nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn chọn thành Kauthina là nơi nhập Niết Bàn và trên đường đi đến thành này, ngài đã nhận sự cúng dường của người thợ rèn Thuần Đà. Đây cũng chính là sự cúng dường cuối cùng trong cuộc đời Phật tại thế. Thuần Đà là một người thợ rèn sống gần rừng cây Sala thuộc thành Kauthina. Một hôm, Thuần Đà hay tin được Phật sắp nhập Niết Bàn tại rừng Sala gần làng mình, thiện tâm phát khởi, lòng mong muốn cúng dường cho Phật phát sinh mãnh liệt. Ngay sau đó, Thuần Đà đã đến đảnh lễ dưới chân Phật và dâng lời thỉnh cầu Phật và chư tăng từ bi nhận lễ cúng dường tại nhà ông. Đức Phật đã hoan hỷ nhận lời. Hôm sau, vào đúng giờ ngọ, Thế Tôn và chư tăng đến nhà Thuần Đà thọ trai. Trong lúc đại chúng đang thọ trai,
Thần Đà dâng lên cho Đức Phật một món ăn có tên là Sukara Madhava, rất thơm, do đích thân ông tìm và chế biến để cúng dường Đức Phật. Món ăn này có sách nói rằng là món thịt heo rừng, lại có sách khác nói là món ăn chính là một loại nấm quý. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ ở nội dung tiếp theo của video. Khi dùng qua món ăn do Thuần Đà cúng dường, Đức Phật cho biết là món ăn rất độc và bảo tôn giả A Nan nên đem chôn tất cả còn lại đi, chứ không cho ai dùng. Thợ rèn Thuần Đà nghe Phật nói thế thì vô cùng kinh hãi, khóc lóc, kêu than, bởi mong muốn được cúng dường tạo phước báo cho đời sau, thì giờ lại thành tội lớn hại Phật. Đức Phật thấy thế liền gọi Thuần Đà đến bên cạnh và dạy rằng ông không nên than khóc, cũng đừng nên hối hận, phải vui sướng lên vì ông đã được cúng dường bữa cơm cuối cùng cho ta. Có hai bữa cơm đáng kỷ niệm nhất và có nhiều phước báo nhất, đó là lần thứ nhất của cô gái Sudata cúng dường cho ta trước khi ta thành đạo, và bữa cơm này trước khi ta vào Niết Bàn. Nghe Đức Phật dạy thế, Thuần Đà và cả gia quyến đều hoan hỉ, cúi đầu đảnh lễ, đưa tiễn Đức Phật và chư tăng về rừng Sa La. Vậy là gần 3 thiên niên kỷ đã trôi qua, sự cúng dường của nàng Sudata và thợ rèn Thuần Đà đã được kinh sách ghi lại và lưu truyền cho đến tận bây giờ. Những phẩm hạnh cúng dường ấy, những công đức to lớn ấy là hai tấm gương để hậu thế ngàn đời sau này noi theo, mà có thể gieo trồng và tạo phước báo cho mình và người thân. Hai, Đức Phật đã ăn gì trong bữa ăn cuối cùng? Bất cứ ai quan tâm đến lịch sử Đức Phật đều muốn biết về bữa ăn cuối cùng của Ngài do ông Thuần Đà cúng dường. Trong đó có món ăn Sukara Madhava. Như nhiều người vẫn nghĩ, đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngài. Vậy món ăn đó là thịt heo rừng hay là nấm chiên đàn? Từ ngữ chiên đàn mà chữ Pali là Sukara Madhava được các nhà học giả Tây phương dịch là truffle. Truffle có 4 nghĩa. 1 là một loại thức ăn mềm cho heo. 2 là một loại thức ăn mà heo rất ưa thích. 3 là thịt heo mềm. Và 4 là bột thịt heo khô xay nhuyễn. Nguyên ngữ trong kinh điển Nguyên Thủy Nam Tông ghi là nấm mộc nhĩ. Từ Sukara Madhava được kết hợp bởi hai từ là từ Sukara có nghĩa là con heo và từ Madhava có nghĩa là hơi khô. Do nghĩa này mà một số người Tây phương đã cho rằng Thuần Đà đã dâng bát canh thịt heo hơi khô nấu nhuyễn cúng dường Phật, và Đức Phật đã vì ăn bát canh thịt heo ấy mà ngộ độc. Tuy nhiên thì theo những nhà học giả khác thì chữ Madhava có nghĩa là ngon, một thức ăn mà giống heo rừng rất thích ăn. Gạt bỏ đi mọi sự tranh luận của các học giả, chúng ta cần phải hiểu rằng: một, tại sao Phật dặn Thuần Đà đừng dọn cho các vị tăng khác món ăn nấm mà phải chôn phần còn dư của món này? Có phải Phật đã biết món ăn nấm đã bị nhiễm độc là cơ duyên cuối để Phật nhập Niết Bàn nên không cho chư tăng khác ăn, cho nên rất có thể đây là món ăn mộc nhĩ như Hòa Thượng Minh Châu dịch là món ăn nấm, như đa số các học giả Phật giáo thời nay đồng ý? Vì loại nấm này, một loại nấm chỉ mọc ngầm dưới đất, có thể bị nhiễm độc và chỉ có heo rừng mới tìm ra được mà thôi. Hai là một điều nữa cần biết thêm là ở vùng Pava, nơi cư ngụ của ông Thuần Đà, là trung tâm truyền giáo của Kỳ Na giáo thời Phật tại thế. Một đạo giáo chủ Trương Triệt để ăn chay thuần, cấm sát sinh và cấm uống rượu. Nói tóm lại, phần lớn các học giả Phật giáo đều đồng ý với ý nghĩa của Sukara Madhava là một loại nấm, chứ không thể là thịt lợn hay thịt heo rừng, vì các nhà sư không được phép ăn thịt từ động vật đặc biệt bị giết để làm thức ăn cho họ. Điều này cũng dễ hiểu vì Thuần Đà là một vị cư sĩ Phật tử, đã quy y theo Phật, biết luật Phật, biết Đức Phật rất nhạy cảm đến nỗi khổ đau của chúng sinh. Ngay cả việc Ngài không dùng sữa của bò
Trong 10 ngày đầu khi bê con ra đời, nên ông không thể nào nỡ giết heo làm thịt, cúng dường Phật. Ba, vì sao thuần đà gây tội lớn với Phật mà vẫn được phước báo lớn? Theo kinh điển Nam Tông ghi lại, thì sau khi thọ dụng món nấm trên đàn ấy, sức khỏe Phật suy kiệt nghiêm trọng, Chư Tăng phải dìu Phật đi đến rừng Sa La để kịp ngày nhập diệt đã định. Tại rừng Sa La, Phật bảo với đại chúng Tăng rằng, có hai vật thực cúng dường đến Như Lai mà phước báo bằng nhau, lớn hơn tất cả, đó là vật thực cúng dường đến Bồ Tát ngay trước khi người chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và thực cúng dường đến bậc giác ngộ trước khi ngài nhập niết bàn. Hai vật thực ấy đem lại phước báu bằng nhau, quả bằng nhau và quý báu hơn tất cả sự cúng dường khác. Do thiện nghiệp này mà người phát tâm tịnh tín cúng dường sẽ được phước báo, sau khi mất sẽ được tái sinh vào cõi trời, vào cảnh giới vua chúa quyền quý cao sang, được nhiều may mắn và danh vọng. Lời dạy này của Đức Phật đã nói lên ý nghĩa vì sao thuần đà cúng dường cho Phật bát nấm độc nhưng vẫn được phước báo vô lượng. Trong kinh Phật cũng có dạy rằng nguồn gốc của tội phước là do thân khẩu ý tạo thành. Ở trường hợp cúng dường của thuần đà, cả ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Thuần đà là một lòng phát tâm cúng dường cho Phật và Chư Tăng. Ông tự tay đi tuyển chọn những cây nấm ngon nhất để cúng dường Phật và tự tay chế biến, dâng lên Phật bằng tất cả lòng thành kính. Thuần đà không hề biết rằng nấm có độc. Ở đây, tâm của thuần đà là tâm thiện và rất chí thành nên không tạo tội mà được phước báo lớn. Bốn, tại sao Đức Phật biết nấm độc mà lại ăn? Chắc hẳn bạn đã từng nghe ai đó thắc mắc, hoặc có thể chính bản thân bạn cũng khó hiểu rằng vì sao Đức Phật biết trước bát canh nấm của thuần đà cũng là có độc nhưng vẫn thọ dụng. Có ý kiến cho rằng do Đức Phật muốn độ cho cư sĩ thuần đà vì nhân duyên và tâm thành kính của ông đối với Phật. Kế đến là cho dù có thọ dụng bát canh nấm độc của thuần đà hay không thì ngày nhập niết bàn cũng đã được Đức Phật định trước. Cho nên có ý kiến cho rằng vì bát canh nấm độc của thuần đà mà Phật mới nhập niết bàn là không chính xác. Đức Phật biết nhân duyên tịch diệt của ngài đã đến, lại thêm lòng từ bi muốn tạo phước đức cho thuần đà, nên ngài quyết định dùng bữa cơm do thuần đà cúng dường. Cho dù không dùng bữa ăn ấy thì ngày giờ niết bàn của Đức Thế Tôn cũng được ngài quyết định từ 3 tháng trước để xóa tan nghi ngờ và niềm hối hận trong lòng của cư sĩ thuần đà, vì nghĩ rằng chính thức ăn của mình dâng lên cúng dường cho Đức Thế Tôn nên ngài mới nhập niết bàn. Đức Phật bảo ngài A Nan hãy đến trấn an tinh thần của thuần đà. Với một bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, ngài có thể nhập diệt bằng mọi nhân duyên như thiền định nhập diệt, bay lên hư không nhập diệt. Nhưng trong giây phút cuối cùng, ngài đã chọn nhân duyên là bị bạo bệnh để độ chúng sinh. Vì lòng từ bi của ngài là vô cùng vô tận, ngài không phải vì ngài mà nhập diệt, mà vì tất cả chúng sinh. Như vậy, qua câu chuyện bữa ăn cuối cùng của Đức Phật tại nhà của ông thợ rèn thuần đà, chúng ta rút ra được bài học như sau. Thứ nhất, nếu chúng ta cúng dường với tâm thanh tịnh, thành kính, nếu món ăn đó chẳng may có độc, thì công đức của chúng ta không hề tổn giảm hay bị ảnh hưởng. Thứ hai, qua câu chuyện trên, người đệ tử Phật phải thấy được rằng lòng từ bi của Đức Phật quả thật là vô lượng, tới giây phút cuối cùng trước khi nhập diệt mà ngài còn độ cho chúng sinh,
không phải vì mình ông Thần Đà hay Đại Đức A Nan, mà tất cả chúng sinh trong các kiếp vị lai. Và thông điệp cuối cùng mà Tiền và Tỉnh Thức muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng, ngày nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi về những điều sự thật hay không phải sự thật xung quanh cuộc đời của Đức Phật. Thiết nghĩ điều đấy không phải vấn đề thiết yếu, mà điều quan trọng chúng ta học được bài học gì từ những câu chuyện đó để giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tinh tấn hơn và sống một cuộc đời có ích cho xã hội mới là điều quan trọng. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh được an lành. Cuối cùng thì Tiền và Tỉnh Thức cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ chúng tôi thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị, với một mong muốn duy nhất là giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Nếu bạn cảm thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người nào cần và nhớ ủng hộ kênh bằng một nút like, nhấn theo dõi và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần từ chúng tôi. Và nếu bạn có bất cứ một cảm xúc hay suy nghĩ nào thì hãy chia sẻ ngay ở phần comment bên dưới nhé. Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.